Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau. Và hôm nay là cái series thứ tư, video thứ tư Long chia sẻ với mọi người về các loại thuốc để mọi người có thể lựa chọn phù hợp với bản thân cũng như cái hồ cá của mình, vừa về giá thành vừa về công dụng để mọi người có thể là sử dụng để trị bệnh cho cá trong hồ khi gặp vấn đề mọi người nhé. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên đó là sản phẩm trị nấm ma. Đây là cái sản phẩm mà rất nhiều người đang sử dụng và người ta cho hiệu quả cao. Thì trị nấm mang thì thường trước kia thì chưa có thuốc trị nấm mang ấy, thì người ta hay sử dụng cái cách là chloramin T cùng với đồng sunfat để có thể là áp dụng để điều trị nấm mang. Nhưng ngày nay thì chúng ta đã có thuốc đặc trị nấm mang rồi. Và với cái thuốc đặc trị nấm mang này, anh chị em có thể dùng kết hợp với lại thuốc tím để chúng ta có thể điều trị anh chị em nhé. Thì cách dùng là công dụng của cái thuốc nấm mang này giúp là sát trùng, diệt hầu hết các loại vi khuẩn gam trừ và gam cộng, diệt nấm virus trong nước, đặc biệt hiệu quả cho nấm mang ở cá coi. Liều dùng là chúng ta sẽ dùng 1 gam thuốc này cho 5,5 khối nước. Quy trình trị dứt điểm bệnh từ 3 đến 5 đến 7 liều, mỗi liều cách nhau tầm 24 giờ. 3 đến 5 đến 7 liều tùy thuộc vào cái tình trạng cá nó là bị nặng hay nhẹ anh chị em nhé. Cách sử dụng thì anh chị em nên sử dụng là bằng cái cân tiểu ly cho nó chính xác 1 gam, vì cái gì quá cũng không tốt, đúng không ạ? Pha loãng thuốc tạt đều trong hồ, bật lọc và oxy bình thường, hoặc có thể đổ thẳng thuốc vào hộp lọc để thuốc tan từ từ ra trong nước cũng được. Chúng ta thay nước từ 10 đến 20% trước khi đánh thuốc, vệ sinh sạch sẽ cái hộp lọc. Nếu đánh thuốc nên anh chị em nên đánh thuốc vào buổi chiều tối khi tắt nắng, lúc đấy trời nó mát, cá nó sẽ không bị sốc. Khi mà trời nắng cao mà anh chị em dùng thì cá nó dễ bị sốc, và nhớ là tắt đèn UV khi anh chị dùng thuốc. Mỗi liều thuốc anh chị đánh cách nhau cách 24 tiếng, đánh liên tục từ 3 đến 5 đến 7 liều. Không cho cá ăn trong suốt thời gian đánh thuốc. Và mỗi lần thay nước thì anh chị thay 30%. Và anh chị lưu ý là không kết hợp thuốc với những cái loại hóa chất khác, hoặc là những cái sản phẩm khác như vitamin C, detox watt, rồi protein khoáng vân vân. Anh chị em không kết hợp với những cái loại như thế. Ngoài ra thì anh chị em có thể kết hợp với lại thuốc tím bằng cách đó là sau khi mà trước khi các anh chị em đánh liều thuốc này thì các anh chị em có thể tắm tím qua cho cá, hoặc là các anh chị em đánh diệt khuẩn hồ bằng thuốc tím và sau đó các anh chị em sử dụng để cho nó cái hiệu quả nó cao hơn. Vì các anh chị em đánh tím xong, sau đó các anh chị em thay nước, vệ sinh lại hộp lọc và sau đó các anh chị em đánh thuốc thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Ok, chúng ta sẽ sang dòng sản phẩm tiếp theo. Và đây là cái dòng sản phẩm Radot và Kick Out dùng để sổ lãi cho cá coi. Sổ lãi thì giống như kiểu là trị run cho cá coi anh chị em. Định kỳ thì người ta trong vòng từ 3 đến 6 tháng một lần thì người ta sẽ sổ lãi cho cá coi để tăng cái việc là hiệu quả cho cái đường ruột của cá coi khi hấp thụ cám cũng như là sạch ruột, và giúp cá có thể là tăng trưởng tốt, hấp thụ tốt. Thế thì sự kết hợp giữa cái thuốc sổ lãi và men vi sinh đường ruột Rapport này thì nó đem lại là cái lợi ích, vì cá coi không có dạ dày như các loài khác, nhưng những thứ cá coi ăn được thì nó sẽ đưa thẳng vào ruột, nên nguy cơ có các cái nội ký sinh nó bám vào ruột để hút chất dinh dưỡng là rất là cao. Và đây cũng là một trong các nguyên nhân làm cá coi nó chậm lớn và cái màu sắc nó kém tươi dù đã ăn cái thức ăn đắt tiền. Việc loại bỏ các nội ký sinh khỏi ruột bằng các thuốc sổ lãi Kick Out định kỳ 2-3 tháng một lần giúp hệ tiêu hóa của cá coi nó khỏe mạnh hơn. Tiếp đó là dùng kết hợp với bổ sung cái men vi sinh Radot này và cái chế độ ăn ngay sau khi sổ lãi thì giúp cá coi nó phục hồi cái hệ vi sinh đường ruột, từ hệ tiêu hóa, thì cái việc tiêu hóa thức ăn nó tốt hơn, cá lớn nhanh hơn và cái màu sắc nó sẽ tươi sáng hơn. Thế thì cách sử dụng cái thuốc sổ lãi này, chúng ta sử dụng liều lượng là liều cho ăn thì 1ml cho 4 đến 8kg cá trộn đều, hoặc là từ 4 đến 8ml cho 1kg thức ăn. Liều điều trị là từ 4 đến 6 liều liên tục. Mỗi ngày chỉ cho một liều thôi, một bữa thôi. Cách sử dụng là sổ lãi định kỳ 1-2 tháng một lần, cho ăn 5 ngày liên tục. Dùng bơm tiêm hoặc dụng cụ chuyên dùng để hút một lượng thuốc vừa đủ hòa tan vào 100ml nước sạch cho 1kg thức ăn. Anh chị em có thể dùng vòi xịt, có thể là dùng đầu xịt của cái chai nước lau kính ấy, đã rửa sạch. Hoặc là cái tương tự như thế, cái vòi xịt cây cũng được, cái bình xịt cây cũng được, để xịt vào thức ăn và trộn cho tới khi thuốc nó ngấm đều vào thức ăn. Thức ăn vừa thấm thuốc thì không khô quá cũng không ướt quá là được. Nên trộn thức ăn vừa đủ, không trộn quá nhiều để lâu sẽ gây hỏng và lãng phí thuốc.
Lưu ý là không dùng chung thuốc sổ lãi với các loại thuốc kháng sinh khác như là gelatin, tetracycline vân vân. Anh chị em có thể ngưng cho ăn một ngày trước khi sổ lãi nhé. Tức là trước khi anh em chị em bắt đầu dùng kick out thì các anh chị em cho cá ngưng 1-2 ngày gì đấy trước khi anh chị em sổ lãi nha. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái men vi sinh đường ruột ra đốt. Thế thì tác dụng là nó cung cấp tổ hợp vi sinh có lợi, giúp cá hấp thụ thức ăn tối đa, hạn chế tình trạng phân trắng, phân lỏng, bụng trứng to, hỗ trợ điều trị tình trạng bệnh tiêu hóa, hỗ trợ phục hồi cho cá sau bệnh. Ấy thì trường hợp sử dụng là cá khỏe mạnh định kỳ thì ăn 5 đến 7 ngày mỗi tháng. Cá ăn khó tiêu chậm lớn, cá vừa qua một đợt nhịn đói dài ngày hồi phục, cá bệnh tiêu hóa thì anh chị cho ăn sử dụng và sử dụng kèm với kick out sau kick out. Đó, cách sử dụng là anh chị em trộn từ 5 đến 10 gram cho 1 kg thức ăn, cho ăn từ 5 đến 20 ngày tùy trường hợp. Đó, thì đó là cái cách sử dụng cái bộ đôi kick out và cái men vi sinh đường ruột này anh chị em nhé. Tiếp theo là cái bộ đôi khoáng vitamin và vitamin C cộng Pro. Thì cái bộ đôi này thì có rất hữu hiệu trong cái việc là giúp cho cá của anh chị tăng cường sức đề kháng và ít bệnh khi chuyển mùa hoặc là khi mà cá mắc bệnh. Sau điều trị bệnh thì cái vitamin khoáng và C cộng này nó hỗ trợ rất là tốt. Vậy chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về hai cái dòng sản phẩm này nha. Với cái dòng sản phẩm khoáng và vitamin thì thành phần của nó là gồm vitamin A, D3, K3, E, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 và hơn 60 loại khoáng đa vi lượng chuyên biệt cần thiết cho cơ thể cá cảnh và nguồn gốc từ khoáng sét của Monroe Lotus Clay. Đấy, nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ, cực kỳ an toàn và hiệu quả cho tất cả các loại cá cảnh. Liều dùng là tạt vào nước 5g cho một khối nước, sử dụng từ 2 đến 3 lần trong một tuần. Nên dùng mỗi ngày nếu thay đổi thời tiết, chuyển mùa, tối đa là 7 ngày anh chị em nhé. Nếu mà các anh chị em muốn cho ăn thì các anh chị em có thể trộn 3g cho 1 kg thức ăn, trộn bổ sung vào thức ăn từ 2 đến 3 lần mỗi tuần. Nên dùng mỗi ngày nếu thay đổi thời tiết. Đó, thì cho ăn cũng vậy mà tạt vào nước cũng vậy. Nếu thay đổi thời tiết thì anh chị em có thể tạt mỗi ngày. Khi sau khi thay nước 10-20% thì các anh chị em có thể tạt. Công dụng là cung cấp gần như đầy đủ vitamin và khoáng chất cần thiết cho cá nó phát triển, tăng cường cái hệ thống miễn dịch, tăng tốc tăng trưởng của cá, tăng cường cái màu sắc. Cái thuốc này nó được sử dụng để cải thiện cái làn da trắng và màu sắc mạnh mẽ, đặc biệt là đỏ và đen sumi, cải thiện sức khỏe cho cá, cải thiện chất lượng nước, làm nước trong và sạch hơn, tăng cường cái sức mạnh tối đa cho hệ vi sinh vật và có lợi để nó phát triển, giải độc và hấp thu cái chất độc từ cái chu trình nitơ, hấp thụ kim loại nặng trong nước bằng cách hòa tan chậm vào nước thông qua hệ thống trao đổi ion, làm giảm cái mức độ của các hợp chất ít được chào đón cũng hòa tan vào nước, phân hủy các vật liệu hữu cơ, do đó giảm thiểu cái sự lây lan của các bệnh do vi khuẩn gây ra. Đó. Ngoài ra thì sản phẩm là có góp phần vào cái việc là phòng bệnh và tăng sức đề kháng cho cá trong những cái ngày mưa bão, thay đổi thời tiết, nhất là khi mà dùng kết hợp với Prozac vitamin C cộng, người ta gọi là siêu đề kháng chống stress cho cá đấy, cái vitamin C cộng. Thế thì vitamin C cộng thì sao? Thì đây là cái dòng sản phẩm thành phần của nó gồm vitamin C nguyên chất hàm lượng cao, thành phần đặc biệt khác, chất chống vón nhỏ hơn 2%, nguyên liệu nó cũng nhập khẩu từ Mỹ, nó dùng cho tất cả các loại cá cảnh. Công dụng của C cộng thì tăng cường sức đề kháng, chống sốc, giảm stress cho cá gấp 20 lần so với chỉ dùng vitamin C thông thường, tức là C sủi hay C thông thường đấy, và giảm tác động có hại của những cái chất độc như là NH3 hay là NO2, giảm tỷ lệ hình thành khối u trên cơ thể cá. Cái cách sử dụng thì hòa tan vào nước, tạt đều khắp mặt hồ hoặc là trộn cho cá ăn. Khi thời tiết biến đổi, vận chuyển cá đi xa, cá đang có bệnh cần phục hồi, sốc, cá bị sốc nước, stress hoặc là bệnh do thiếu vitamin C thì có thể dùng. Lưu ý là không tạt vitamin C cộng trong hồ đang đánh thuốc kháng sinh hoặc thuốc tím anh chị em nhé. Thuốc đặc trị nấm mang cũng lưu ý là không dùng vitamin C cộng vì sẽ làm mất tác dụng của các loại thuốc đó. Thế thì liều sử dụng là liều tạt là 10g trong một khối nước, liều cho ăn là 5g trộn cho 1 kg thức ăn. Một tuần anh chị em có thể dùng định kỳ từ 2 đến 3 lần, tức là kết hợp với vitamin và khoáng đấy, các họ vitamin và khoáng đấy. Trong những ngày giao mùa hay mưa bão thì anh chị em có thể dùng liên tục trong vòng từ 5 đến 7 ngày, giúp cá luôn khỏe. Đấy, cái này thì bảo quản nơi khô ráo thôi. Cả khoáng và vitamin và C cộng này anh chị em có thể là sử dụng kết hợp rất là ok. Ok, video hôm nay chúng ta dừng tại đây thôi. Rất là cảm ơn anh chị em đã theo dõi và luôn ủng hộ kênh. Anh chị em có thể like, đăng ký kênh hoặc có những cái câu hỏi gì thì anh chị em có thể inbox để chúng ta có thể giao lưu, chia sẻ với nhau, để Long có thêm động lực có ra những cái video tiếp theo chia sẻ với anh chị em nó hữu ích hơn, giúp ích nhiều hơn cho anh chị em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video lần sau.